không thực hiện được, cho nên phải dạy bù cho các bạn buổi tối hôm nay. Chắc là cũng sẽ làm mất thời gian các bạn một chút, các bạn thông cảm nhé. Được không ạ? Em học mấy giờ? Sao rồi? Không sao, được rồi, thế thì tốt rồi, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn cô. Rất là tiếc vì buổi đầu đã trục trặc về máy móc. Thực ra là nó là lỗi ở cái máy tính của tôi, bởi vì là cái máy tính của tôi là nó khi mà nó dậy mà đông người vào quá một lúc là nó bị đơ máy, không điều chỉnh được. Thế nên ra là hôm nay thì thôi các bạn thông cảm, tôi sẽ sử dụng điện thoại. Tôi đã copy bài vào đây rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Thế, trước hết là về về cái môn này thì là hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được trao đổi cùng với các bạn môn một cái môn cơ sở ngành, đấy là họ gọi là môn hóa sinh động vật. Thì ở đây hóa sinh thì có các cái khía cạnh, nhiều khía cạnh khác nhau, có cả hóa sinh thực vật, nhưng ở đối với chúng ta là ngành thú y, cho nên là tôi sẽ đi chuyên sâu vào cái gọi là hóa sinh động vật. Thế đối với môn này thì tài liệu chắc là tôi gửi các bạn nhận được rồi gì ạ? Chuyển các bạn nhận được chưa ạ? Cái âm thanh các bạn nghe có rõ không ạ? Rõ cô, rất rõ cô ơi. Cái tài liệu bản Word đấy ạ. Bản Word thì không biết là quản lý lớp đã chuyển cho các bạn chưa ạ? Có chưa? Dạ em gửi hết rồi cô. Rồi, thế thì như vậy là chúng ta yên tâm, bởi vì là hôm nay cái bài giảng của tôi, cái bài phần trình chiếu thì là hoàn toàn là dựa trên cái bản Word đó. Không có cái gì gọi là thay đổi khác biệt, cho nên chúng ta không cần phải ghi chép. Nếu mà tôi chuyển cái tài liệu bản Word là nó cũng đã rất là đầy đủ và chi tiết cho cái chương trình môn học của chúng ta. Thế đối với môn này thì trước mắt thì là tôi sẽ xin là giới thiệu qua. Trước khi chúng ta vào môn học thì tôi sẽ giới thiệu qua này, chưa có môn học một chút. Kiếm đi. 45 nghìn. Gì? Rồi ạ, tôi xin các bạn có nhìn thấy rõ màn hình chia sẻ của tôi không ạ? Nhìn được cái màn hình chia sẻ không? Hả? Thấy được cô. Âm thanh thì nghe tốt chưa ạ? Em nghe rõ rồi. Vâng. Thế thì như thế này ạ, chúng ta sẽ tôi muốn nói khái quát qua một chút về môn học. Bye bye. Đi lên lầu. Thứ nhất là đây là một cái môn cơ sở ngành, là một cái môn mà trong 2 năm đầu tiên ngành thú y thì chúng ta sẽ phải học qua cái môn này trước khi vào các cái môn học khác. Thế thì đối với cái môn này nó là một tên gọi là môn hóa sinh, có nghĩa là chúng ta sẽ phải có sự tích hợp kiến thức giữa hóa học, đặc biệt là hóa hữu cơ và sinh vật. Đấy. Bởi vì bản chất của môn học này sẽ là nghiên cứu về những cái phản ứng hóa học xảy ra ở trong tế bào. Đấy. Và chúng ta gọi đấy là phản ứng sinh hóa. Cho nên cái môn học này nó có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Xin lỗi chút nhé. Alo ạ. Đợi em tí. Xin lỗi các bạn chút nhé. Ủa áo này cái gì chưa xong vậy? Cái gì
chồng đó. Ừ. Hoạt động trao đổi chất diễn ra, và cái hoạt động trao đổi
chất đó được thực hiện dựa trên những cái phản ứng hóa học xảy ra ở tế bào. Đấy, thế thì cái mà chúng ta nghiên cứu về phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào ở đây chính là nghiên cứu về bản chất của cơ thể sinh vật ở mức độ phân tử, tức là những cái phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào. Thế ngoài ra là đối với môn hóa sinh thì cái đối tượng học của chúng ta là chúng ta đi sâu vào nghiên cứu các cái quá trình và các cái mối quan hệ tác động và chuyển hóa các chất xảy ra trong sinh vật. Đấy, xảy ra trong sinh vật. Rồi từ đó giúp cho người học có thể nhận biết được bản chất của quá trình trao đổi vật chất trong cơ thể. Có nghĩa là một cơ thể sống, muốn sống và muốn tồn tại thì các cái tế bào đó cũng phải, các tế bào trong cơ thể nó cũng phải sống. Đấy, và muốn sống, tế bào đó muốn tồn tại, muốn sống thì nó phải có cái quá trình trao đổi vật chất, chính là các phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào. Đấy, thì đối với đối tượng học như vậy cho nên cái môn học này là sẽ đưa ra cho chúng ta những cái kiến thức cơ sở giúp cho cái quá trình học các môn học chuyên ngành tiếp theo. Và để đạt được cái đối tượng học như vậy thì đối với môn hóa sinh động vật thì chúng ta cùng trao đổi với nhau, và cuối cùng để đạt được một cái mục tiêu là thứ nhất là cung cấp được các kiến thức cơ bản về bản chất sống, bản chất của cơ thể sống ở các động vật tử. Thứ hai là chúng ta qua khoa học môn này thì chúng ta sẽ hiểu được các cái quá trình, các cái mối quan hệ tác động và chuyển hóa các chất xảy ra trong cơ thể sinh vật, tức là nó có những cái mối quan hệ như thế nào giữa các chất ở trong tế bào và chuyển hóa chúng với nhau như thế nào để có thể tồn tại được với hoạt động sống của tế bào cũng như của cơ thể. Đấy, thì từ đó chúng ta, từ cái việc mà đạt được cái mục tiêu như vậy thì cũng sử dụng. Thôi đi ra đi con. Ông bạn nào bạn giúp đỡ. Chúng ta vận dụng để giải thích cơ chế của các hiện tượng sinh lý, các hiện tượng bệnh lý, rồi bản chất của quá trình trao đổi vật chất trong cơ thể, cũng như là cơ chế tác dụng của thuốc hoặc là các cái chất hóa học. Đấy. Bóng đó. Tức là đối với môn này thì chúng ta sẽ khi học xong môn chúng ta sẽ nắm được bản chất của cái vấn đề trao đổi vật chất trong cơ thể diễn ra như thế nào. Cũng như là khi mà chúng ta sử dụng thuốc thì cái cơ chế tác dụng của thuốc hoặc là một chất hóa học nào đó là nó dựa trên cái nền tảng gì, những cái phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào như thế nào. Đấy là mục tiêu của cái môn gọi là môn hóa sinh động vật. Thế ngoài ra là trong chăn nuôi thì vận dụng các cái kiến thức về hóa sinh để chúng ta có thể lập các cái chế độ chăm sóc, quản lý nuôi dưỡng và chọn giống vật nuôi. Thì đối với để đạt được cái mục tiêu như vậy thì tôi cũng xin là tóm tắt cái nội dung chính của chúng ta như sau. Xin lỗi, nó lại đúng sai.
tóm tắt nội dung chính của môn học như thế này. Gồm có chương học của chúng ta sẽ gồm có 6 chương tất cả. Chương đầu tiên thì tôi muốn nói đến các cái thành phần cũng như là cấu tạo các cái chất trong cơ thể. Có nghĩa rằng là cơ thể là được là một khối thống nhất được cấu tạo bởi nhiều cơ quan. Các cơ quan thì được hình thành bởi các mô bào, các mô bào thì lại được hình thành bởi các tế bào. Đấy. Thì mỗi một cái tế bào ở trong mô bào của cơ thể đó là đều được cấu tạo từ một số các thành phần và một số các chất. Cô Giang là hôm nay ngầu gốc thôi. Thế thì chúng tôi sẽ đi sâu ở trong cái chương 1 nói về thành phần và cấu tạo các chất trong cơ thể như thế nào. Sau đó đến chương 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái hoạt động trao đổi chất và năng lượng diễn ra trong tế bào như thế nào. Đến chương 3 thì chúng ta sẽ đi vào quá trình trao đổi của một số các cái chất cần thiết cho cơ thể, cho tế bào. Đó là các chất như là glucid. Rồi chương 4 thì là các chất protein. Thế thì đối với riêng đối với quá trình trao đổi chất protein thì lại có một cái quá trình quan trọng. Mấu chốt của cái trao đổi protein đó là quá trình sinh tổng hợp protein. Thì cái quá trình sinh tổng hợp protein đó được xếp vào một cái chương riêng để chúng ta cùng nhau trao đổi cho kỹ hơn. Thế và cuối cùng là tôi đi vào chương cuối của môn, đó là chương trao đổi lipid. Đấy là toàn bộ tóm tắt nội dung chính của cái môn học này. Thì chúng ta đấy. Thế thì để học được cái học tốt cái môn này thì cái tài liệu ngoài cái tài liệu mà tôi đã chuyển cho các bạn ở trang Word thì chúng ta có thể tham khảo thêm các cái giáo trình hóa sinh của các cái cơ sở đào tạo khác, ví dụ như là các cái giáo trình hóa sinh của khối các trường đại học có ngành đại học nông nghiệp có chuyên ngành thú y của chúng ta là chúng ta hoàn toàn có thể là tham khảo thêm được. Còn đối với môn học này thì chúng ta sẽ đi sâu vào 6 chương. Đấy. Đó là 6 chương của môn học. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi vào lần lượt từ chương 1. Cô làm gì? Làm xong cái vàng dùng cổ hồi sáng chỉ với phong kiểm rồi hả? Nghĩ sao? Mới được cái mới dán được 72 cái vòng cổ rồi à. Nghĩ là không đủ ha. Giang ơi. Áo cô tông. Sinh chất chúng ta sẽ có nguyên sinh chất
Và trong nguyên sinh chất thì sẽ có một loạt các cơ quan tử. Có thi thể, có thung thể này, có lysosome, có peroxisome này, rồi có lưới nội chất hạt, có ribosome, bộ máy Golgi không bào. Và trong cùng là chúng ta có nhân. Nhân có màng nhân. Nhân có màng nhân và nhân co. Đấy là đây là một cái kiến thức về sinh học của lớp 12, đúng không ạ? Và chúng ta cùng nhau trước khi nói về một cái phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào thì chúng ta cùng nhắc lại một chút về cái kiến thức về sinh học. Thì đây là một cái cấu trúc của một tế bào. Thế nhưng mà để hình thành nên một cái cấu trúc này thì nó phải có những cái chất hóa học và nó phải diễn ra những cái phản ứng để hình thành nên các cái một cái phản ứng nào đó để hình thành nên các cái cho miếng thì thành phần thì bị thiếu từ đó mới tạo nên các cấu trúc 256 là của cái tế bào này. Đấy. Vậy thì các cái chất mà cấu trúc nên các cái thành phần cấu tạo tế bào như thế này nó sẽ gồm những cái gì? Thứ hai sẽ gồm có những chất như sau. Thứ ba cũng có làm chất đá đúng không? Xin lỗi bạn nào mà đang làm gì đấy thì tắt mic đi cái ạ, nó cứ vang. Lớp chúng ta đâu tông năm sáu thì là các bạn không tắt mic đi. Khi nào tôi cần hỏi cái gì thì tôi sẽ yêu cầu các bạn bật mic. Đấy. Thế thì các chất mà để cấu tạo nên tế bào thì nó gồm có những cái chất cơ bản như trên hình ảnh các bạn đang quan sát thấy, đấy là cơ bản nhất đó là protein hay còn gọi là protein. Thứ hai là lipid, glucid. Ngoài ra thì gồm có còn có các cái các chất khác như các vitamin. Các vitamin khoáng và nước. Đấy. Bên trong. Đấy, thì từ các thành phần đó sẽ được nghiên cứu kỹ ở trong chương thứ nhất là chương thành phần và cấu tạo các chất trong cơ thể. Đối với chương này sau khi học chương này chúng ta sẽ hiểu được khái niệm vai trò tên bản chất như đối với phải nhóc đi về vitamin khoáng phần và nước cũng như ý nghĩa của chúng trong việc tạo nên cấu trúc của tế bào trong mô bào cơ thể. Thứ hai là nhớ được tên và cấu tạo hóa học của một số các acid amin cơ bản. Tại vì cái thành phần cơ bản để cấu tạo nên protein đó là các acid amin. Thế thì chúng ta cũng cần phải nắm được một số các cái tên acid amin cơ bản và cũng như là cái vai trò của chúng như thế nào, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về dinh dưỡng. Đấy, em đang khảo mê luôn đã. Là chúng ta hiểu được vai trò của các chất như là protein, glucid, vitamin, khoáng và nước trong hoạt động sống của tế bào và của cơ thể. Đấy. Thế thì từ cái việc mà hiểu được vai trò của từng cái thành phần ở trong tế bào, ý nghĩa của các cái thành phần, các chất đó ở trong tế bào như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để điều chỉnh những cái lĩnh vực trong cái ngành chăn nuôi của mình. Ví dụ như là chúng ta có thể vận dụng trong thực tế